Giờ chúng tôi hướng dẫn tiếp tục cho các bạn cách thức để các bạn có thể xuất kho nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cũng như xuất dùng các cái loại công cụ dụng cụ. Ở đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Chúng ta vào mục kho, vào chọn phiếu xuất kho. Các bạn lưu ý là cái lúc mà các bạn vào cái phiếu xuất kho ấy thì có cái phiếu xuất kho nội bộ này nó có mấy cái trường hợp xảy ra. Ở đối với cái trường hợp mà xuất kho nguyên vật liệu phục vụ cho thi công công trình, nó cũng có những cái yếu tố khác so với các bạn xuất kho để phục vụ sản xuất sản phẩm. Đây chúng ta chọn thêm mới. Đối tượng chúng ta có thể chọn là thủ kho này. Đây chúng tôi trước tiên chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xuất để phục vụ thi công công trình. Chúng ta chọn loại vật tư xuất ra, ví dụ ở đây là thép phi 16. Các bạn lưu ý là cái tài khoản 632 này là cái tài khoản chúng ta đặt cái ngầm định sẵn, nhưng mà thực tế ở đây chúng ta xuất vào tài khoản 621. Ở đây số lượng ví dụ như chúng ta xem ở cái đầu để xem là nó sẽ còn số tồn bao nhiêu. Ở đây các bạn nhìn thấy là còn tồn 3.200. Ở đây ví dụ chúng ta xuất 500 đơn giá, các bạn chọn khoản mục phí là nguyên vật liệu trực tiếp, đối tượng tập hợp chi phí là ví dụ công trình ABC. Chúng tôi hướng dẫn cho các bạn một cách cách mà thường sử dụng nhất ở trong cái các cái công ty thi công trình là thường nhập xuất tại cái kho của công trình, tức là thường là nhập xuất thẳng tại chân công trình và tiêu hao nguyên vật liệu tại công trình. Vậy nên là khi mà các bạn chọn kho này là các bạn chọn kho công trình. Nhưng có một cái yếu tố mà chúng tôi muốn nói ở đây là cái chức năng xuất theo cái phiếu nhập, tức là nó dạng tương tự như nhập xuất thẳng. Nó cực kỳ tiện lợi khi mà các bạn không phải tìm lại các cái phiếu nhập để biết được là giá bao nhiêu, vật liệu bao nhiêu. Chúng ta có một cái nút lệnh ở bên dưới này, chúng ta nhìn thấy là có một cái chức năng là xuất theo phiếu nhập. Cái yếu tố này giúp các bạn chọn ngay các cái phiếu nhập mà chúng ta cần cần xuất ra, mà những cái phiếu nhập mà nhập cho công trình. Ở đây ví dụ tôi nói các bạn là cái thép phi 8 và phi 16 này. Các bạn nhìn thấy là nó nằm ở cái phiếu nhập số 6, hai cái loại này. Thì chúng ta có thể chọn luôn hai cái loại này để có thể xuất ra với cái số lượng và đơn giá đã có sẵn. Ở đây cũng còn một cái nữa là chúng ta có thể chọn được cái loại vật tư cũng ở phiếu nhập khác mà chúng ta không cần bận tâm đến nó là mức giá bao nhiêu. Chúng ta chọn đồng ý thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ đưa ra ở đây ba cái loại vật tư mà chúng ta nhập ở cái phiếu nhập, và rõ ràng là có luôn cả giá cả 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 số lượng. Để ở đây chúng ta chỉ cần chọn tài khoản, ấn Ctrl M để có thể chỉnh các tài khoản giống nhau. Ở đây chúng ta ví dụ như khoản mục phí của chúng ta là khoản mục phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chúng ta chọn đối tượng tập hợp chi phí là công trình ABC. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta cũng có thể chọn nhiều công trình, tức là nhiều mã kho. Cái yếu tố mà chúng ta làm ở đây ấy, là đối với công trình thì thường các cái doanh nghiệp thường mở mỗi công trình một kho, tức là nhằm mục đích là theo dõi nhập xuất của kho từng công trình luôn. Thế thì ở đây các bạn khi khi nhập về là khi làm cái phiếu nhập mua ấy, thì các bạn chọn kho công trình, thì mặc nhiên khi chúng ta chọn ra ở đây thì cũng là kho công trình. Sau khi chúng ta nhập sau, cập nhật xong số liệu của cái phiếu xuất thì các bạn có thể là ấn nút lưu để lưu lại cái phần xuất kho cho công trình. Một cái dạng xuất nữa mà chúng tôi muốn chỉ cho các bạn là cái phiếu xuất để phục vụ sản xuất sản phẩm. Ở đây chúng ta ví dụ chúng ta vào một cái đối tượng tập hợp chi phí
và cái đối tượng tập hợp chi phí ở đây chúng ta vào tiếp là thêm mới. Đấy, chúng tôi sẽ làm rất nhanh là phân xưởng mã sản phẩm là thành phẩm 001, nó tương ứng với cái thành phẩm mà chúng ta khai báo ở bên cái danh mục hàng hóa vật tư, danh mục thành phẩm. Các bạn nhìn lại một tí nữa là ở đây cái thành phẩm là có đến, chúng ta khai báo là có đến 4 số 0 và một số phía sau. Ở đây chúng ta vào khai báo đối tượng tập hợp chi phí, chúng ta chọn mới. Ở đây chúng ta chọn là phân xưởng sản xuất thành phẩm 0001. Ở đây là thành phẩm 01. Cái mục đích việc mà chúng ta mở mã nó giống nhau như này để sau này chúng ta tập hợp chi phí giá thành là nó trùng với cái mã sản phẩm, và nó sẽ giúp chúng ta tổng hợp chi phí sản phẩm rất là nhanh. Ở đây chúng ta chọn xuất kho, chúng ta chọn tên của thủ kho, chúng ta chọn là xuất kho nguyên nguyên vật liệu phục vụ vụ sản xuất. Ở đây chúng ta chọn mã hàng. Mã hàng ví dụ như để sản xuất cái quần Âu Nam ấy, thì chúng ta xuất ra cái vải để hoặc là cái vật liệu phụ. Ở đây chúng ta chọn kho là kho vật tư, cuộn ở đây 621. Ở đây các bạn lưu ý là tài khoản là 1521. Thường thì chúng ta cái tài khoản này nó sẽ nằm theo cái danh mục hàng hóa vật tư này. Chúng ta chọn số lượng là ví dụ ở đây chúng ta xem lại một tí xem là số lượng còn tồn bao nhiêu, 1.000 đúng không? Chúng ta có thể xuất đây là 500, 500 cuộn. Với đơn giá chúng ta không cần thì sau này chúng ta sẽ tính giá bình quân đối khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp. Ở đây cái đối tượng tập hợp chi phí là các bạn ghi chọn là thành phẩm. Đây, sau khi nhập xong cái chứng từ này chúng ta chọn lưu lại. Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong cái chức năng các bạn xuất